Thưa quý vị và các bạn, dù đang ở độ tuổi còn rất trẻ, muốn có tiền hưởng thụ nhưng lại lười lao động, các nhóm thiếu niên đã ra tay cướp giật tài sản của người đi đường. Manh động hơn, có nhóm còn lên kế hoạch chặn đường, dùng hung khí khống chế cướp tài sản của nạn nhân rồi tẩu thoát trong đêm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra bắt giữ các đối tượng, kịp thời trấn an dư luận. Rạng sáng ngày 6 tháng 1 năm 2023, như ngày thường, anh Nguyễn Hòa Bình điều khiển xe mô tô chở vợ mình đến chợ để kịp lấy hàng về bán. Khi đến khu vực ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Hành, huyện Châu Thành thì bất ngờ bị 4 đối tượng chặn đầu xe rồi hung hãn dùng roi điện khống chế. Nó bắn chị vô giò, chị ngồi xuống, nó mới nắm áo chị kéo lên. Nó bà mà la tôi đâm mà chết tại đây đó. Chị mới lột cặp tiền chị giục ra. Nó mới dở cặp tiền nó lấy. Trước tính chất manh động của vụ việc, ngay sau khi nhận được tin báo, công an huyện Châu Thành đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, bắt giữ các đối tượng chỉ sau 24 giờ gây án. Thì nhận được tin báo là tôi đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát điều tra, công an các xã, thị trấn tập trung lực lượng, triển khai nhiều các biện pháp nghiệp vụ để truy xét, truy tìm các đối tượng theo cái dấu vết nóng, chỉ đạo công an các xã, địa bàn giáp ranh, cũng như phát động các phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, triển khai ngay cái biện pháp chốt chặn những cái cung đường, những cái đoạn đường mà đối tượng có khả năng chạy trốn. Rồi là lực lượng điều tra chứ kỹ thuật hình sự thì tiến hành là khám nghiệm hiện trường, rồi tổ chức thu thập những cái thông tin tài liệu từ cái camera an ninh để nhằm cái củng cố tài liệu chứng cứ đảm bảo cái việc bắt đối tượng xử lý đúng quy định pháp luật. Lười lao động nhưng lại thích hưởng thụ. Sau thời gian theo dõi, nắm rõ lịch trình sinh hoạt của vợ chồng anh Bình, hay qua lại đoạn đường vắng để lấy hàng hóa, vào lúc sáng sớm, Nguyễn Trần Trung Hiếu sinh năm 2005, Nguyễn Phú Hào sinh năm 2005, Nguyễn Trang Kha sinh năm 2006 và Huỳnh Trang Thành sinh năm 2005, cùng cư trú huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đã rủ nhau lên kế hoạch cướp tài sản. Không chỉ riêng vụ việc manh động trên, trong năm 2022, trên địa bàn huyện Châu Thành đã xảy ra một số vụ cướp giật tài sản với tính chất ngày càng manh động. Đa số các đối tượng đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công cụ, phương tiện gây án và có sự bàn bạc lên kế hoạch, lợi dụng sơ hở của người dân hoặc khi di chuyển nơi đoạn đường vắng, bọn chúng liền tiếp cận và thực hiện hành vi phạm tội. Khi đi ra đường đó là chúng ta không có nên mang theo những đồ trang sức mang tính chất phô trương để cho mọi người nhìn thấy, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Nếu mà thực hiện cái việc mà phải giao dịch tài chính mang theo số lượng tiền lớn thì chúng ta cần phải đi sử dụng những cái phương tiện đảm bảo an toàn, đi có nam giới, không nên phụ nữ không nên đi một mình, tuyệt đối là phụ nữ như là các bạn trẻ là không nên lựa chọn những cái nơi mà vắng vẻ để tâm sự, tạo điều kiện cho các đối tượng này thực hiện cái hành vi phạm tội. Để kịp thời ngăn chặn tình trạng cướp giật tài sản với tính chất manh động xảy ra trên địa bàn, công an huyện Châu Thành đã tăng cường công tác tuần tra để kịp thời phát hiện xử lý các vụ việc. Bên cạnh đó, mỗi người dân khi ra ngoài cần nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, không để mình trở thành nạn nhân của các đối tượng.